Chào các bác nhá. Em giới thiệu cái máy hút bụi Panasonic này. Là 2017 nhá. Con này màu rất là đẹp. Con này không biết gọi là màu gì ấy nhỉ? Màu cà phê à. Đây, tem đây. Đây 2017 nhá. Con này thì có cả cái đèn pin đằng trước này, rất là đẹp nhá. Sổ quét sẽ ok này. Quay cho anh cái kết này phát nào. Cầm quay đi. Nguồn thì cũng như mọi con rút được 5 mét hết nhá. Đấy, nằm xong rồi. Eco này có cái đèn màu xanh này. Đặt đất tự chạy tiếp nhá. Đấy, đèn rất đẹp này. Hình như là không có nào có đèn pin sáng này luôn. Chút này ra được này. Đây là chức năng Eco nhá. Ngoài ra có cả cảm biến bụi nhá. Cái đèn đỏ nó báo lên này là có bụi này. Đấy, có bụi phát là máy chạy khỏe và đèn sáng. Cũng rất là ok luôn. Đây, chỗ nó chạy này. Nhớ không? Đó. Đấy. Gắn lại này. Cái này thì các bác hút hãm cho em này. Chạy ra hút hãm này. Hút hãm nhá. Cái đèn thích nhỉ. Tắt đi này. Ngoài ra thì cũng có thể rút được cả khớp ra nữa này. Rút ra được như này nhá. Còn đây nữa này. Đấy. Đây là cục tự giác này. Đây cái này các bác bằng hộp nha, hộp nhựa. Đây này, rút ra này các bác bóp cái này vào để rút ra. Lắp vào thì ấn vào thôi. Thì cái này rất là gọn nhá. Ok, cũng mở cục giác. Đây hộp cục giác này nhá. Muốn nhấc ra này các bác cầm này này. Nâng lên, nhấc ra. Rất là dễ. Đổ rác này. Cái mũi tên này nhá. Đẩy mạnh lên là nó ra như thế này. Lắp vào ấn xuống. Còn lắp vào như này rất là dễ thôi. Ấn xuống là được. Đây là xong. Rất là đẹp nhá. Còn máy nó cực đẹp luôn. Lưu ý sử dụng điện 110V nha. Chiếc này giá 1,5 triệu các bác nhá. Giá 1,5 triệu ạ. Ok. Rồi, nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh bọn em với nha. Đứng lên như thế này nhá. Cái mặt trong đây. Nhớ chưa? Hay quá. Rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh của bọn em với nha.